trời đôi núi xanh ngời, đâu đây tiếng đàn cầm buông lá lơ, đâu đây tiếng lòng tôi nghe tiếng tơ. Và em tôi lung linh giọt sương trắng trong vời vợi, em biết yêu rồi, em yêu những chiều ngồi nghe gió rơi, em yêu tiếng đàn tôi yêu thế thôi. Như bao giọt sương còn vương mình trên lá, như bao nụ hoa nát xinh môi em cười, như xuân chờ đông tình ta còn xa quá, nên em chờ anh chẳng biết đến bao giờ. Đêm nay từng đàn chim trắng về xa em, biết ngày xuân nắng có còn vương trên môi đàn cầm buông lá lơi, đâu đây tiếng lòng tôi nghe tiếng tơ. Và em tôi lung linh giọt sương trắng trong vời vợi, em biết yêu rồi, em yêu những chiều ngồi nghe gió rơi, em yêu tiếng đàn tôi yêu thế thôi. Như bao giọt sương còn vương mình trên lá, như bao nụ hoa nát xinh môi em cười, như xuân chờ đông tình ta còn xa quá, nên em chờ anh chẳng biết đến bao giờ. Đêm nay từng đàn chim trắng về xa em, biết ngày xuân nắng có còn vương trên môi có còn Xuân của nữ ca sĩ Lệ Quyên. Công nhận mình nghe cái bài này xong thì mình cảm giác như là cái cảm giác muốn đi dự các cái lễ hội nhỉ, đặc biệt là ở ngoài Bắc. Ví dụ như là từ đầu chương trình tới giờ thì chúng ta đã nhắc rất là nhiều tới những lễ hội, và Trấn Thành còn chia sẻ với mọi người là có hơn 8.000 những cái lễ hội trong một năm. Nhưng mà trong 8.000 trong một năm đấy thì đã có cái lễ hội ngày nào trong năm mà Trấn Thành đã tham dự chưa? Chứ nói thật là bản thân Hà thì chắc cũng chỉ chưa dự đến 8 cái lễ hội. Tôi là dự một cái lễ hội này nó lớn khủng khiếp. Đó là cái sinh nhật của Hồ Ngọc Hà đó quý vị. Cái lễ hội nó lớn khủng khiếp mà tôi nói là tôi đến đó là bao nhiêu quan khách đến là tôi hãnh diện vô cùng khi mà mình là một trong những cái quan khách ở trong cái lễ hội đó. Người ta đang nói lễ hội phong tục tập quán mà. Thì đối với tôi thì cũng là phong tục tập quán, tại vì năm nào mà Hồ không tổ chức, nói chung là vậy. Bắt đầu từ năm nay là không tổ chức nữa rồi. Không phải, năm nay là tổ chức mà không có tôi phải không? Nói đùa thôi thưa quý vị, nói về lễ hội của Việt Nam thì Thành cũng chưa có được tham gia nhiều là tại vì công việc cũng rất là nhiều, nhưng mà Thành có tìm hiểu một số. Thì chẳng hạn như là ở miền Bắc thì chúng ta có thể kể đến là lễ hội Gò Đống Đa ở mùng năm Tết, thì đó là một cái lễ hội để mà mừng và chiến thắng cũng như là tưởng nhớ về vua Quang Trung. Thì
cái ngày hôm đó là mọi người là sẽ ăn chơi tưng bừng, sẽ tổ chức lễ hội nhảy múa bên nhau, và đặc biệt là sẽ có rất là nhiều những thanh niên mà cường tráng rực lưỡng như tôi đó, là sẽ mặc quân phục, là sẽ đi vòng quanh để làm một cái lễ rước rồng lửa để mà tái hiện lại cái không khí mà hào hùng của quân Tây Sơn. Thì đúng là phong cách và tập tục của miền Bắc. Chứ còn miền Trung của Hà nơi sinh ra thì nó nhẹ nhàng hơn, bởi vì nó là miền biển mà. Cho nên là cứ mỗi một 12 tháng riêng mỗi năm tại Đà Nẵng thì mọi người thường kéo về đình Cá Ông để có một tục lệ, đó là lễ hội cầu ngư. Cầu ngư là gì? Cầu những cái sự may mắn cho những ngư dân. Mà cái điểm đặc biệt và thu hút của lễ hội cầu ngư đó chính là điệu hát bà trạo. Cái điệu hát bà trạo này là cầu những cái sự bình an và may mắn cho những ngư dân. Và Hà nghĩ đây cũng là một trong những cái tục lệ mà vô cùng ý nghĩa của người miền Trung. Còn khi mà về đến miền Nam thì Thành có biết cái lễ hội mà bánh dân gian Nam Bộ được tổ chức hàng năm ở Cần Thơ. Là cứ vào cái thời gian đó là chúng ta thấy là rất là nhiều loại bánh mà ngon nhất, đặc sản của Nam Bộ sẽ được gửi đến cho du khách, bạn bè Nam Châu. Và riêng Sài Gòn mình thôi thì lại có cái đường hoa Nguyễn Huệ nè, có hội hoa xuân nhiều lắm ở Tàu Đàn, công viên 23 tháng 9. Nói chung chỗ nào có đất trống là người ta sẽ làm lễ hội hoa xuân. Nhưng mà năm nay thì ở Nguyễn Huệ thì người ta đã đập đi rồi, thì mình sẽ... Dạo qua Hàm Nghi. Chúng ta sẽ có đường hoa Hàm Nghi. Như vậy thì mọi người cũng có thể nhìn thấy là du khách ở trên toàn thế giới khi mà hội tụ về Việt Nam vào những dịp lễ thì không những là hòa vào không khí mà còn được tham dự những lễ hội rất là ý nghĩa của Bắc Trung Nam. Chính xác. Và thưa quý vị, ngay bây giờ cái thời điểm này thì chúng ta háo hức du lịch, thì không có ca khúc nào mà hợp lý hơn ca khúc này, đó là Hãy Đến Với Con Người Việt Nam Tôi qua 6 tiếng hát của Phú Quý, Chí Thành, Nam Hy và ba cô gái Khổng Tú Quỳnh, Băng Di và Cao Mỹ Kim.